Các bài đọc lời Chúa ngày thứ năm sau Chúa Nhật thứ 27 thường niên năm 2, năm chẵn. Bài đọc 1. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata. Galata chương 3 câu 1 tới câu 5. Ôi những người Galata vô tâm trí, ai đã mê hoặc anh em bất phục chân lý tỏ bày Đức Giêsu Kitô trước mặt anh em? Đấng chịu đóng đinh vào thập giá trong anh em. Tôi chỉ muốn anh em cho biết một điều này, là anh em đã lãnh nhận Thánh Thần bởi giữ luật hay bởi vâng phục đức tin. Chớ thì anh em vô tâm trí đến nỗi anh em đã khởi công theo tinh thần, để rồi giờ đây kết thúc theo xác thịt sao? Anh em đã chịu đựng bao nhiêu chuyện như thế luống công sao? Nếu có thể nói là luống công, vậy đấng ban Thánh Thần cho anh em và làm những việc lạ lùng nơi anh em, có phải người hành động bởi anh em giữ luật hay bởi anh em vâng phục đức tin? Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca. Luca chương 1. Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của Israel, vì Chúa đã viếng thăm và cứu chuộc dân Ngài. Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của Israel, vì Chúa đã viếng thăm và cứu chuộc dân Ngài. Chúa đã gầy dựng cho chúng ta một uy quyền cứu độ trong nhà David là tôi tớ Chúa. Như Ngài đã phán qua miệng các thánh nhân từ ngàn xưa, là tiên tri của Chúa. Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của Israel, vì Chúa đã viếng thăm và cứu chuộc dân Ngài, để giải phóng chúng ta khỏi quân thù và khỏi tay những người ghen ghét chúng ta, để tỏ lòng từ bi với tổ tiên chúng ta và nhớ lại lời thanh ước của Ngài. Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của Israel, vì Chúa đã viếng thăm và cứu chuộc dân Ngài. Lời minh ước mà Ngài tuyên thệ với Abraham tổ phụ chúng ta rằng Ngài cho chúng ta được không sợ hãi sau khi thoát khỏi tay quân thù, phục vụ Ngài trong thanh thiện và công chính trước tôn nhan Ngài trọn đời sống chúng ta. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa của Israel, vì Chúa đã viếng thăm và cứu chuộc dân Ngài. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Luca chương 4 câu 18 tới câu 19. Chúa đã sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Phúc âm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Luca chương 11 câu 5 tới câu 13. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu ai trong các con có người bạn giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: Anh ơi, xin cho tôi vay 3 chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi mà tôi không có gì thết đãi anh ấy, và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể trỗi dậy lấy bánh cho anh được. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia, mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. Và thầy bảo các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho, vì hễ ai xin thì sẽ được,
Ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi cha các con trên trời sẽ ban thánh thần cho những kẻ xin người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.